Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ tư ngày 21 tháng 8 năm 2019. Và trong chương trình thời sự tối hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Trà Vinh tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 đơn vị tỉnh Trà Vinh khảo sát kết quả thực hiện xây dựng đô thị tiếp cận đạt tiêu chí đô thị loại 4 vào năm 2020. Cần nhiều giải pháp để giúp cho người dân Cù Lao Tân Quy, xã An Phước Tân, huyện Cầu Kè có thêm định hướng và mạnh dạn hơn trong việc đầu tư, khai thác phát triển tiềm năng du lịch tại địa phương trong thời gian tới theo hướng bền vững, góp phần nâng cao thu nhập kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 21 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020, ông Lê Văn Hẳn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự hội nghị. Toàn tỉnh Trà Vinh hiện có 464 đơn vị giáo dục ở các bậc học mẫu giáo, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông với tổng số trên 204.000 học sinh. Hiện mô hình trường học mới VNN đã được triển khai thực hiện tại 44 trường tiểu học và 9 trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Trong năm học 2018-2019, tỉnh có 122 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 18 trường so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường đạt trên 99%, tỷ lệ học sinh các cấp bỏ học giảm 0,16% so cùng kỳ. Tính đến cuối năm học 2018-2019, có 98,58% học sinh tiểu học hoàn thành chương trình, học sinh lớp 9 được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,81%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2019 đạt 96,72%. Năm học 2019-2020, tỉnh sẽ tập trung rà soát, quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo, gắn với nâng cao chất lượng giáo dục. Mỗi xã phường thị trấn có từ 1 đến 2 trường mầm non, từ 1 đến 2 trường tiểu học, trường phổ thông nhiều cấp học, đồng thời hoàn thành các điều kiện chuẩn bị triển khai chương trình lớp 1 theo sách giáo khoa mới. Sau đó sẽ nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh ở cấp học và trình độ đào tạo theo đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020, đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn đề nghị ngành giáo dục tiếp tục rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, đảm bảo hiện đại hơn, tiện lợi hơn và chất lượng hơn, đáp ứng nhu cầu cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Bên cạnh công tác giáo dục văn hóa, nhà trường cần quan tâm giáo dục đạo đức kỹ năng sống cho học sinh, đảm bảo ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường xảy ra trong trường học, tăng cường vận động xã hội hóa giáo dục, đảm bảo tốt cơ sở vật chất trong hệ thống các trường học. Và đặc biệt quan tâm chăm lo cho công tác khuyến học khuyến tài, nhất là đối với các học sinh nghèo, hiếu học. Ngày 20 tháng 8, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè tổ chức lễ công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh công nhận xã Châu Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Ông Trần Bình Trọng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh, ông Nguyễn Thế Ngoan, Bí thư huyện ủy, ông Nguyễn Hoàng Khải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè đến dự. Với đặc thù là xã có thế mạnh về nông nghiệp, đồng bào dân tộc Khmer chiếm trên 80% dân số chung của xã. Để phấn đấu về đích nông thôn mới, gần 9 năm qua, xã Châu Điền đã huy động trên 100 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương, tỉnh, huyện hỗ trợ trên 75 tỷ đồng. Phần còn lại do ngân sách xã và nhân dân đóng góp. Qua đó đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho người dân. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 3,53%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 41 triệu đồng trên người trên năm, và có trên 80% hộ xây dựng được nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng, gần 100% hộ sử dụng điện và nước hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục cũng được xã quan tâm xây dựng khang trang, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, học tập, chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm, vận động thành lập được 7 câu lạc bộ bảo vệ môi trường, xây dựng và lắp đặt được hơn 10 km tuyến đèn đường trên các trục lộ giao thông ở địa phương, kết hợp với trồng hoa kiểng. Ngoài ra, tình hình quốc phòng an ninh được tăng cường đảm bảo ổn định, hệ thống chính trị được quan tâm củng cố, kiện toàn theo hướng trong sạch vững mạnh. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Ngoan, Bí thư huyện ủy Cầu Kè đã biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Châu Điền trong việc thực hiện thành công xã nông thôn mới. Đồng thời cũng ghi nhận sự quan tâm của các sở ngành tỉnh, các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện đã tích cực đóng góp, ủng hộ về vật chất, công sức để giúp xã xây dựng thành công xã nông thôn mới. Qua đây, Bí thư huyện ủy Cầu Kè cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Châu Điền trong thời gian tới cần thường xuyên rà soát lại từng chỉ tiêu, có kế hoạch, biện pháp duy trì và nâng chất hoàn thiện các tiêu chí còn hạn chế, nhằm tiếp tục đưa xã không ngừng phát triển đi lên, giữ vững thành tích và tiến lên xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Với những kết quả đạt được,
Dịp này có 2 tập thể và 14 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè tặng bằng khen và giấy khen đã có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương trong thời gian qua. Như vậy, tính đến nay, huyện Cầu Kè có 7 trên 10 xã đạt chuẩn và được công nhận xã nông thôn mới, gồm An Phú Tân, Ninh Thới, Thành Phú, Tam Ngãi, Thông Hòa, Châu Điền và xã Phong Phú. Các xã Hòa Ân, Hòa Tân và Phong Thạnh đạt từ 17 tiêu chí trở lên, và các địa phương này phấn đấu về đích vào tháng 9 năm nay. Chiều hôm qua ngày 20 tháng 8, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 đơn vị tỉnh Trà Vinh do ông Thạch Phước Bình, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh làm trưởng đoàn đã đến khảo sát kết quả thực hiện xây dựng đô thị tiểu cần đạt tiêu chí đô thị loại 4 do năm 2020. Ông Nguyễn Trung Hoàng, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh tham gia với đoàn. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần cho biết, sau khi rà soát, đánh giá và đối chiếu với phụ lục ban hành kèm theo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội thì đến nay đô thị Tiểu Cần cơ bản đạt 5 trên 5 tiêu chí, với 51 trên 59 tiêu chí, tổng số điểm đánh giá là 84,93 điểm, còn 8 tiêu chuẩn của tiêu chí 5 chưa đạt, đó là đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị, tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng, mật độ đường giao thông, mật độ đường cống thoát nước chính, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật, đất cây xanh toàn đô thị, đất cây xanh công cộng khu vực nội thành nội thị, tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị tính trên tổng số trục phố chính. Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Trung Hoàng, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu huyện Tiểu Cần khẩn trương hoàn thiện các quy hoạch, đồ án quy hoạch chi tiết về xây dựng đô thị, phân loại đô thị Tiểu Cần, kế hoạch quy động và bố trí vốn xây dựng để các sở ngành tỉnh có cơ sở tham gia tư vấn và hỗ trợ trong quá trình thực hiện. Chú ý tập trung vốn đầu tư cho những công trình trọng tâm trọng điểm, không đầu tư dàn trải như trước đây, tăng cường mối liên kết với Sở Xây dựng và Cục Phát triển đô thị trong việc tư vấn, hướng dẫn các quy trình về hồ sơ, thủ tục phạm vi đánh giá tiêu chuẩn, tiêu chí đô thị loại 4 theo đúng quy định. Kết luận buổi giám sát, ông Thạch Phước Bình, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền đoàn thể và nhân dân huyện Tiểu Cần trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng đô thị Tiểu Cần đạt tiêu chí đô thị loại 4 vào năm 2020. Qua đây, ông Thạch Phước Bình cũng đề nghị huyện Tiểu Cần tiếp tục lãnh chỉ đạo, thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch và dồn sức chỉ đạo thực hiện các tiêu chuẩn chưa đạt. Đồng thời đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo chính thức và cụ thể đối với các sở ngành tỉnh, huyện về những vấn đề cần tập trung để nâng cao vai trò trách nhiệm hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng đô thị Tiểu Cần đạt tiêu chí đô thị loại 4 vào năm 2020, định hướng phát triển huyện Tiểu Cần trở thành thị xã trực thuộc tỉnh sau năm 2020. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức triển khai các biện pháp phòng chống dịch tả heo châu Phi và tái đàn heo cho ngành nông nghiệp các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Bà Nguyễn Ngọc Hải, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, chủ trì hội nghị. Theo báo cáo mới nhất của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, đến nay cả nước đã có 62 tỉnh thành xảy ra dịch tả heo châu Phi và đã có gần 4.400.000 con heo bị nhiễm bệnh được tiêu hủy với tổng trọng lượng trên 250.000 tấn. Đặc biệt trong số này có trên 4.420 xã có dịch bệnh xảy ra chưa quá 30 ngày và đã có trên 400 xã đã qua 30 ngày nhưng sau đó dịch bệnh đã tái phát trở lại. Riêng đối với tỉnh Trà Vinh, đến nay cũng đã có 54 xã phường thị trấn ở 8 huyện thị xảy ra dịch tả heo châu Phi và đã có gần 12.200 con heo bị nhiễm bệnh được tiêu hủy với tổng trọng lượng trên 700 tấn, chiếm 3,7% tổng số đàn heo hiện có trong toàn tỉnh. Đặc biệt trong số này cũng đã có nhiều xã sau 30 ngày dịch bệnh tái phát trở lại. Trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo cho ngành nông nghiệp, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh tăng cường các biện pháp phòng ngừa, không để dịch tả heo châu Phi tái phát, lây lan ra diện rộng. Trong đó, giải pháp quan trọng hàng đầu được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đặc biệt quan tâm là công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các cơ sở chăn nuôi heo thực hiện tốt phương pháp chăn nuôi an toàn sinh học, kết hợp với việc sử dụng các chế phẩm, vi sinh vật trong chăn nuôi. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đây là giải pháp hữu hiệu nhất cho công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi và các bệnh khác trên động vật. Bên cạnh đó, các ngành chức năng và các địa phương cần tăng cường công tác giám sát để sớm phát hiện, khoanh vùng xử lý kịp thời các ổ dịch, không để lây lan. Riêng đối với các vùng có heo nhiễm bệnh phải được xử lý tiêu độc khử trùng và không được vận chuyển heo sang địa phương khác. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người chăn nuôi phải xử lý tốt thức ăn cho heo theo đúng quy định của Cục Chăn nuôi để phòng chống có hiệu quả dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Về việc tái đàn, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đối với địa phương đang xảy ra dịch bệnh là tuyệt đối không được tái đàn mà nên khuyến cáo người dân chuyển đổi cơ cấu vật nuôi theo hướng đa dạng để tránh thiệt hại kinh tế cho người nuôi.
đối với địa phương đã công bố hết dịch và có đủ điều kiện đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn sinh học thì có thể tái đàn, nhưng cũng phải đảm bảo chất lượng con giống khi tái đàn. Đối với địa phương chưa xảy ra dịch bệnh, khi tái đàn phải đảm bảo được sự giám sát chặt chẽ của ngành chuyên môn và địa phương về an toàn sinh học, nhằm đảm bảo cho người nuôi heo khi tái đàn đạt hiệu quả cao. Hôm qua ngày 20 tháng 8, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Trà Vinh tổ chức triển khai kế hoạch chuẩn bị đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019-2024. Sau khi nghe triển khai kế hoạch chuẩn bị đại hội Hội Bảo trợ quyền lợi người tiêu dùng lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019-2024, các đại biểu đã thống nhất với các dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng lần thứ ba, nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng hoạt động của Hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019-2024. Thống nhất thông qua điều lệ sửa đổi bổ sung của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Trà Vinh lần thứ ba, nhiệm kỳ 2014-2019. Đặc biệt là các đại biểu đã thống nhất cao tại đại hội lần thứ tư sẽ bầu 17 đồng chí đang công tác ở nhiều sở ngành tỉnh và phòng kinh tế hạ tầng các huyện thị thành phố vào ban chấp hành mới để điều hành hoạt động của hội. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng đề nghị trong báo cáo chính trị trình đại hội nên nêu rõ chức năng nhiệm vụ của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và trong mục tiêu phát triển hội viên nên quan tâm phát triển nhiều doanh nghiệp tham gia vào hội để giúp cho Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh hoạt động có hiệu quả cao hơn trong nhiệm kỳ tới. Theo kế hoạch đại hội Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Trà Vinh lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 8 năm nay. Sáng nay ngày 21 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can, nguyên là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trà Vinh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trà Vinh về hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát. Liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí ở Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Trà Vinh, Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, qua kết quả mở rộng điều tra vụ án, sáng ngày 21 tháng 8 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Diệp Văn Thạnh, sinh năm 1968, cư trú tại số 33, đường Nguyễn Hòa Luân, khóm 4, phường 1, thành phố Trà Vinh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trà Vinh, và ông Trần Trường Sơn, sinh năm 1976, cư trú tại ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thượng, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trà Vinh. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận một số cán bộ tại thành phố Trà Vinh đã thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà nước về đất đai, để cò nhà đất và cán bộ công chức lợi dụng sơ hở trong thực hiện chính sách để mua bán chính sách nhằm thu lợi bất chính, gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước. Tháng 10 năm 2018, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã thi hành kỷ luật cách chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trà Vinh đối với ông Diệp Văn Thạnh và kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Trường Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trà Vinh. Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 9 bị can, 5 bị can nguyên là lãnh đạo và cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Trà Vinh, 4 bị can là môi giới mua bán nhà đất. Qua khám xét nơi ở và làm việc của bị can Diệp Văn Thạnh và Trần Trường Sơn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng liên quan đến hành vi vi phạm. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục làm rõ. Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh vừa được Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao thành công kỹ thuật phẫu thuật thay khớp gối toàn phần cho bệnh nhân có tiền sử thoái hóa khớp gối. Đây là lần thứ hai Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh được Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao kỹ thuật cao về phẫu thuật thay khớp gối toàn phần. Bệnh nhân đầu tiên được Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ phẫu thuật thay khớp gối toàn phần thành công là bà Diệp Thị Chót ở xã Lương Hòa, huyện Châu Thành. Năm nay 77 tuổi nhưng đã có trên 10 năm bị thoái hóa khớp gối. Chị Lâm Ngọc Định, con gái bà Chót cho biết, trong thời gian bị thoái hóa khớp gối, bà Chót đi đứng phải chống nạng nên gặp rất nhiều khó khăn. Bà không có điều kiện đến Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh điều trị nên viêm khớp của bà Chót càng nặng thêm. Nay được phẫu thuật thay khớp gối tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh cũng đã cho bà Chót có điều kiện trị dứt điểm căn bệnh này. Khi tôi có nghe cái thông tin là Bệnh viện Trà Vinh có thể thay được cái khớp gối thì gia đình tôi cũng đưa mẹ tôi vô đây thay. Thì thế thai xong thì mẹ tôi phục hồi cũng rất là mau. Bây giờ thấy là cái chân hồi lúc đầu thì nó cong, nhưng giờ mở xong thì cái chân bên kia nó thẳng lại. Thấy mình nhìn thấy thì thấy nó khả quan. Cùng với bà Diệp Thị Chót, trong đợt chuyển giao phẫu thuật thay khớp gối toàn phần lần này, còn có bà Cao Thị Diệu ở xã Đông Châu, huyện Dương Hải. Theo người nhà của bệnh nhân, bà Cao Thị Diệu cũng đã bị viêm khớp gối nhiều năm nay, nhưng chưa được điều trị khỏi, nên gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.
Nay Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh có sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy, bà Diệu được thay khớp gối toàn phần. Đây là điều kiện tốt giúp cho bà Diệu có cuộc sống chất lượng hơn. Tiến sĩ bác sĩ Trần Kiến Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh cho rằng, việc chuyển giao kỹ thuật cao trong phẫu thuật thay khớp gối toàn phần tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng cho bệnh nhân trong tỉnh có tiền sử thoái hóa khớp gối, nhất là đối với bệnh nhân có cuộc sống khó khăn, không có điều kiện lên thành phố Hồ Chí Minh điều trị bệnh. Thì với cái phẫu thuật này được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh thì sẽ giúp cho bà con tại tỉnh nhà được hưởng lợi những cái kỹ thuật cao và giảm được cái sự tốn kém rất nhiều về cái chi phí trực tiếp là chi phí từ bảo hiểm xã hội, cũng chi phí nó ít hơn so với mổ tuyến trên. Thứ hai là giảm được cái chi phí cơ hội rất là nhiều. Những chi phí cơ hội chẳng hạn như bệnh nhân đi thì gia đình phải thuê xe, rồi người nhà phải đi theo, rồi phải tốn kém rất nhiều cái chi phí, rồi người đi thăm nuôi cũng rất là khó khăn. Đó là những cái chi phí cơ hội nó cũng giảm đi rất nhiều. Đây là một trong những cái kết quả bước đầu mà rất là có lợi cho người bệnh, để bà con được hưởng lợi từ những cái kỹ thuật cao, được chăm sóc và phẫu thuật tại tỉnh nhà, giảm đi được những cái chi phí cho xã hội và chi phí cho người bệnh cũng như chi phí cho gia đình. Bác sĩ Trần Kiến Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh còn cho rằng đây là yếu tố rất quan trọng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh không ngừng nâng cao được tay nghề, tiếp cận được các kỹ thuật cao trong y học để điều trị chăm sóc tốt sức khỏe cho bệnh nhân. Qua nhận cái chuyển giao từ Bệnh viện Chợ Rẫy các cái kỹ thuật cao như thế này thì nó sẽ góp phần cho cái đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh là không ngừng được nâng cao tay nghề, luôn luôn được rèn luyện, luôn luôn được cọ sát và được học tập ở tuyến trên, học tập ở những đàn anh để mà hoàn chỉnh các cái kỹ thuật tại địa phương, để làm sao sau một thời gian chuyển giao thì chúng tôi tự lực, tự triển khai, tự thực hiện để giúp cho bà con tỉnh nhà. Được biết, một ca phẫu thuật thay khớp gối toàn phần tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh tốn kinh phí 55 triệu đồng. Nếu bệnh nhân có bảo hiểm y tế 100%, thì người bệnh chỉ tốn 10 triệu đồng. Nếu bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh, thì chi phí tăng gấp 2 đến 3 lần so với phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh. Theo Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh là tỉnh thứ hai được chuyển giao kỹ thuật cao trong phẫu thuật thay khớp gối toàn phần sau thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, Cù Lao Tân Quy là tên gọi của hai ấp Tân Quy 1 và Tân Quy 2 của xã An Phú Tân. Nơi đây được nhiều người biết đến là vùng đất trù phú với nhiều loại trái cây đặc sản như chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, nhãn tiêu, da bò, dâu. Ngoài ra, do có địa hình nằm giữa sông Hậu, được thiên nhiên ưu đãi nên Tân Quy hội đủ điều kiện để phát triển kinh tế vườn kết hợp với du lịch sinh thái. Với diện tích tự nhiên trên 930 hecta, trong đó có trên 510 hecta diện tích vườn chuyên canh cây ăn trái và hàng năm cho thu hoạch sản lượng trên dưới 12.000 tấn trái cây các loại, đã đem lại nguồn thu nhập cho bà con nhà vườn ở đây hàng chục tỷ đồng. Do là địa phương có nhiều loại trái cây ngon mà khó có địa phương nào có được, cộng với khí hậu mát mẻ trong lành, nên hàng năm vào các dịp lễ Tết, đặc biệt là Tết Đoan Ngọ, đã thu hút hàng ngàn lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan du lịch, thưởng ngoạn không khí trong lành và thưởng thức hương vị ngọt ngào của các loại trái cây đặc sản của địa phương. Cuộc sống của người dân ở đây sống rất là hiền hòa, chân tình và mến khách. Thức ăn phục vụ cũng rất là ngon. Trái cây thì cũng rất là tươi tốt và sạch, đảm bảo cho cái việc mà thưởng ngoạn của cái chương trình sau cái buổi làm việc. Thì tôi sẽ cùng với lại các anh chị em sẽ có dịp về đây vừa tham gia công tác và vừa để giải trí sau những cái ngày làm việc mệt nhọc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, đặt chân lên đất Cù Lao này, chị thấy cái điều gì là cái điểm thu hút nhất khách du lịch của đất Cù Lao này hả? Thì tôi thấy là cái điểm thu hút nhất là cái sự chân tình, mến khách và trái cây thì bà con đó là chăm chút và đảm bảo được cái chất lượng cho cái mặt hàng của mình kinh doanh để phục vụ.
Mặc dù hàng năm hai ấp Cù Lao Tân Quy thu hút một lượng lớn khách du lịch đến tham quan, vui chơi, giải trí, nhưng thực tế trong những năm qua, ở địa phương chỉ xuất hiện được một số hộ làm du lịch sinh thái theo kiểu tự phát, nhỏ lẻ, rời rạc, chưa gắn kết, chủ yếu dựa vào tự nhiên, lấy tự nhiên làm nền tạo không gian thư giãn, thoải mái cho du khách. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch còn hạn chế, thiếu sự đầu tư đúng mức của nhà nước và người dân chưa mạnh dạn bỏ vốn đầu tư, nên chưa có nhiều loại hình du lịch sinh thái miệt vườn ở địa phương đủ chuẩn, hấp dẫn du khách và chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế vốn có của địa phương. Năm nay là coi như thể hiện buổi ban đầu của đầu vụ là năm 2019, thấy cũng là phấn khởi là cái chỗ lượng khách là nhất là cái ngày thứ bảy chủ nhật khách là tương đối đông, thì mình cũng có được một số là thu nhập cũng nhờ khách du lịch. Mặc dù hiện nay kinh tế vườn kết hợp du lịch sinh thái ở Cù Lao Tân Quy, xã An Phú Tân có bước phát triển so với trước đây, nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng vốn có. Theo quan sát của chúng tôi, thì hiện nay trên địa bàn Cù Lao hai ấp Tân Quy 1 và Tân Quy 2, xã An Phú Tân có chưa đến 5 điểm làm dịch vụ du lịch, và các điểm này chủ yếu là hộ gia đình tự phát, chưa mạnh dạn đầu tư đúng mức, chưa tạo được sự hấp dẫn đối với du khách, nên từ đó chưa thể thu hút lượng lớn khách du lịch đến với địa phương. Cũng có mở cho khách vào tham quan, tức là du lịch miệt vườn, thì mình cũng chưa có làm cho nó đúng bài bản. Theo người ta, mình chuẩn bị cái công cụ mà để phục vụ cho khách ăn uống, nghỉ ngơi thì nó cũng còn thiếu. Vì đây là sơ lược ở dưới cái buổi ban đầu mình mới là thể hiện cho khách vô tham quan, vào vườn tham quan thôi. Chứ chưa có mở theo cái, những cái điểm du lịch mà miệt vườn. Theo chú nghĩ cái này thì nó cũng hấp dẫn cho nhà nông lắm. Mà có thể chú còn phải liên hệ với chính quyền là cái hướng dẫn của chính quyền là khi mình đăng ký vào cái vấn đề mở khu du lịch cho khách đi tham quan miệt vườn thì cái hướng dẫn của chính quyền là làm sao rồi đầu tư với cái vấn đề hỗ trợ như thế nào, rồi chú là đang là tính toán lại theo đuổi cái con đường đó. Để giúp cho người dân có thêm định hướng trong cách làm du lịch tại địa phương, thì vừa qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cầu Kè cùng với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh tổ chức lớp tập huấn về phát triển du lịch cho hơn 30 hộ dân ở hai ấp Cù Lao Tân Quy 1 và Tân Quy 2 tham dự. Đây có thể được xem là chìa khóa cần thiết giúp cho những hộ dân ở địa phương có định hướng và mạnh dạn hơn trong việc đầu tư khai thác phát triển tiềm năng du lịch tại địa phương trong thời gian tới theo hướng bền vững, góp phần nâng cao thu nhập kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống. Chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin buổi sáng ngày mai.